Quý vị dạ thấy Phật dạy hồi xưa, sáng nào chư tăng chư ni cũng phải đi khất thực. Khất thực tức là nhận cái sự cúng dường của Phật tử. Cúng dường đó là nhận nợ. Mà nợ để chi vậy? Nhận nợ. Có, thường thường ta nói có duyên có nợ mới gặp nhau, phải không? Hoặc là duyên hoặc là nợ mới gặp nhau. Vì vậy cho nên tôi thiếu nợ quý Phật tử, rồi tôi ra đời quý Phật tử mới tới đòi tôi, phải không? Chứ không có cái nợ gì hết thì gặp nhau không thèm ngó nhau, đâu có dính dáng gì. Cho nên người mà có nhiều Phật tử tới thì đúng là người nợ nhiều, cho nên phải ráng trả. Bởi vậy nên tôi từng tuyên bố tôi là kẻ nợ của tăng ni và của tất cả Phật tử, chứ không có sướng ít gì đâu. Đương trả nợ vì thiếu nợ nhiều, rồi thiếu nhiều của quá khứ bây giờ lo trả, mà bây giờ lại sao nữa, nhận thêm nữa thì chắc là sao, sao mà còn trả, trả còn nhiều hơn bây giờ nữa, phải không? Nhưng mà quý vị chịu trả như tôi không? Trả vậy buồn hay vui? Vui. Trả nợ mà tất cả Phật tử tới nghe giảng kinh thuyết pháp để hiểu đạo tu, trả vậy vui hơn, phải không? Chứ trả mà mang cài hay là mang yên để người ta cởi, trả nó buồn lắm, phải không? Người chủ nợ không vui mà người trả nợ lại khổ. Bởi vậy cho nên tăng ni hiểu được lẽ này, ráng tu đừng có chần chờ. Tu nhận nợ mình phải nhận, vì không nhận thì không có duyên với chúng sinh. Nhận nợ nhưng mà phải ráng tu để rồi trả, chứ đừng có nhận mà không trả. Không trả bằng cách thuyết pháp độ sinh thì sẽ trả bằng cách kéo cài được dân dân, cực lắm. Đó, đó là tôi nhắc cho tất cả nhớ. Chứ đừng có tưởng nhận của thí chủ là vui đó, đừng tưởng lầm như vậy. Rồi cứ ăn chơi không lo tu hành thì đó là cái điều khổ sau này. Như vậy thì khi mà Ngài giải thích cái bài kệ, Ngài giải thích về cái sự việc rồi, Ngài làm cái bài kệ để cho mọi người sau này nhớ. Bài kệ tôi dịch: cây này xanh nấm lạ, con ăn rất ngon lành, người trí giải nhân này, con xin theo Phật đạo. Đó là cái ngờ của ông trưởng giả. Bây giờ Ngài giải thích: vào đạo không thông lý, hoàng thân đền tính thí, trưởng giả tuổi 81, cây này không xanh nóng. Nghĩa là bây giờ ông 79 tuổi, tới ông 81 tuổi thì trả nợ xong, thì vị tỳ kheo đó sẽ mới được đi. Như vậy thì cái quả báo của cái người tu không phải là thường. Mình tu không khéo thì phải trả nợ cho thí chủ, đó là một sự thật. Bởi vậy nên khi chúng ta vào đạo thì phải quyết chí tu hành, chết sống để thấy được lý đạo, đền nợ tính thí bằng cách giáo hóa, chứ đừng có thụ hưởng mà không hiểu gì hết. Đó là cái nợ lớn. Đến sau Ngài cho con, Ngài ông trưởng giả cho con là La Hầu La Đa đi xuất gia, thì cái vị này cũng là một cái người túc duyên đầy đủ, cho nên đi xuất gia rồi thì được ngộ đạo, cho nên Ngài thì mới được truyền pháp. Thì cái bài truyền pháp nguyên văn chữ Hán: bổn đối truyền pháp nhân, vị thuyết giải thoát lý, ư pháp thật vô chứng, vô chung diệt vô thủy. Chúng tôi dịch: xưa đối người truyền pháp, vì nói lý giải thoát, nơi pháp thật không chứng, không chung cũng không thủy. Mấy cái bài kệ này rất là thâm trầm, tôi giải sơ cho quý vị hiểu phần nào. Nói xưa đối người truyền pháp, tức là từ trước đến giờ những cái bậc cổ đức
truyền pháp cho đệ tử, vì nói lý giải thoát, tức là chỉ cho người đệ tử thấu suốt được cái lý giải thoát. Mà lý giải thoát như thế nào? Nơi pháp thật không chứng. Cái giải thoát đó, đó là chỗ đó không chứng không đắc. Thì quý vị mà đọc kinh Kim Cang hay kinh Bát Nhã thì thấy rõ vô chứng diệt vô đắc đó. Cho nên nói nơi pháp thật không chứng, không chung cũng không thủy, không chứng không đắc. Tại sao vậy? Vì cái pháp đó là cái pháp sẵn ở mình. Nếu mình dứt phiền não, mình sạch không chung cũng không thủy, tức là không trước cũng không sau. Tại sao vậy? Vì cái sẵn có từ thuở nào đến giờ không bao giờ vắng thiếu, thì làm sao nói trước nói sau được. Chỉ mê thì quên, ngộ thì thấy, chứ không có gì hết. Nghĩa là nó sẵn nơi mình mà mình bỏ quên thì gọi đó là mê. Mình nhận ra thấy được gọi đó là ngộ. Nó sẵn đó, cho nên không bị thời gian trước sau mà lệ thuộc. Cho nên nói không có chung, không có thủy. Đó là cái bài kệ của Ngài truyền cho đệ tử. Rồi sau đó Ngài thị tịch, nhưng mà cái tác phẩm của Ngài còn để lại sau này, một là bộ Bách Luận, hai là Bách Tự Luận, ba là Đại Trưởng Phu Luận, bốn là Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận, năm là Đề Bà Bồ Tát Thích Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn Luận. Trong mấy bộ luận này mà chỉ có hai bộ luận được mọi người quan nghênh nhất là bộ Bách Luận và Đại Trưởng Phu Luận. Thì Đại Trưởng Phu Luận trước kia có quý vị đã dịch ra chữ Việt, còn bộ Bách Luận thì chưa có dịch. Thường thường nói rằng cái người học đạo ở Nhật Bản cũng như ở Tây Tạng, người ta muốn tu mật tâm thì phải học ba bộ luận cho kỹ, tức là Thập Nhị Môn Luận, Trung Quán Luận và Bách Luận. Thập Nhị Môn Luận, Trung Quán Luận thì của Ngài Long Thọ, Bách Luận là của người Ngài Đề Bà. Thì ba bộ luận đó là ba bộ luận gốc phải học. Do đó nên người tu mà không có được cái duyên học đạo kỹ thì dễ bị lạc lầm, dễ bị chấp trước. Vì vậy mà các ngài bắt phải học ba bộ luận như vậy. Thì tóm lại, đời ngài vừa là truyền bá thiền tông, vừa là giảng dạy giáo lý đại thừa, cho nên gọi là Bồ Tát Đề Bà. Đó là ba vị Bồ Tát ở trong thiền tông: Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ và Ngài Đề Bà. Đó là ba vị Bồ Tát vừa truyền thiền tông, vừa giảng giáo lý đại thừa. Tiếp vị kế.